Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống An Nhiên, kênh thông tin hữu ích dành cho sức khỏe và đời sống. Quý vị thân mến, mít là một loại quả quen thuộc đối với một đất nước miền nhiệt đới như Việt Nam. Từ người già cho đến trẻ nhỏ, ai ai cũng đều yêu thích loại quả này bởi hương vị đặc biệt thơm ngon. Nhưng hiếm ai biết rằng, đằng sau quả mít còn ẩn chứa vô vàn những công dụng tuyệt vời dành cho sức khỏe, chẳng hạn như phòng chống ung thư, phòng ngừa đột quỵ và các vấn đề về tim mạch. Trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ tới quý vị các công dụng đặc biệt của quả mít đối với cơ thể, cùng với đó là những lưu ý khi sử dụng loại trái cây này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Những lợi ích tuyệt vời của mít đối với sức khỏe. 1. Mít có tác dụng chống ung thư vú, tử cung, buồng trứng. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra, trong mít rất giàu lichen là một trong những nhóm chính của hợp chất tự nhiên trong thực vật. Có thể hiểu lichen là một hợp chất hóa học có tác dụng tương tự như estrogen, có tác dụng chống oxy hóa, chống gốc tự do trong cơ thể. Lichen rất có ích trong việc ngăn ngừa ung thư liên quan đến nội tiết tố như các cơ quan sinh dục. Nó cũng có thể giúp duy trì mật độ xương, vì thế ăn nhiều mít có tác dụng chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung hay ung thư buồng trứng. 2. Mít có tác dụng chống ung thư tuyến tiền liệt. Hợp chất isoflavone có trong quả mít cũng được chứng minh là có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Hợp chất saponin trong quả mít có tác dụng chống ung thư nhờ cơ chế thúc đẩy hoạt động tế bào bạch cầu, ngăn ngừa sự phân hóa và tăng sinh tế bào. Các hợp chất khác trong quả mít cũng có tác dụng làm giảm khả năng gây đột biến của các chất gây ung thư và chống lại sự gia tăng của các tế bào ung thư. 3. Mít có tác dụng phòng chống ung thư đại tràng. Các thành phần carotenoid, flavonoid và polyphenol trong quả mít có khả năng làm giảm huyết áp, hỗ trợ thần kinh, chống viêm loét dạ dày, thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ tổng hợp hormone. Các thuộc tính trong quả mít có thuộc tính chống loét và rối loạn tiêu hóa. Đó là chưa kể, múi mít rất giàu chất xơ giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt là loại chất xơ này giúp loại bỏ các mầm nhầy bám ở ruột, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng. 4. Quả mít giúp kiểm soát nhịp tim, huyết áp và đường huyết. Mít tươi là một nguồn cung cấp kali, magie và mangan cũng như sắt dồi dào. Kali là một thành phần quan trọng của tế bào và chất dịch cơ thể, giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Quả mít có chỉ số đường huyết thực phẩm GI khá thấp. Đây là chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng đường huyết sau khi ăn các thực phẩm giàu chất bột đường. Điều này nhờ vào quả mít cung cấp lượng chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Hơn nữa, mít còn cung cấp một số protein có thể giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng quá nhanh sau bữa ăn. Trong một nghiên cứu, những người trưởng thành sử dụng chiết xuất từ mít có lượng đường trong máu được cải thiện đáng kể. Nghiên cứu khác cho thấy, chiết xuất từ lá mít giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói và kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa flavonoid. Nhờ đó, ăn mít từ 1 đến 2 lần mỗi tuần sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ và tai biến mạch máu não do đột biến nhịp tim hoặc huyết áp tăng cao. 5. Tốt cho sức khỏe xương khớp. Mít rất giàu magie, một hợp chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thụ canxi và kết hợp với canxi để giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương. Ngoài ra, không chỉ thịt mít tươi có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe mà ngay cả hạt mít cũng mang lại nhiều lợi ích không kém. Người ta thường nướng, luộc hoặc sấy khô hạt mít và bảo quản dùng dần vào các mùa mưa tại các bang miền Nam Ấn Độ. Hạt mít có thể nấu cùng các món ăn cũng rất ngon và bổ dưỡng. 6. Là nguồn dưỡng chất thực vật. Dưỡng chất thực vật là thành phần tinh túy nhất để hỗ trợ chức năng của cây trồng, bảo vệ sự sống cho cây. Mỗi loại thực vật khác nhau sẽ có phytonutrient khác nhau. Phytonutrient ở mít được tìm thấy là có khả năng ngăn chặn tế bào ung thư ở giai đoạn đầu tiên của nó. Ngoài ra, dưỡng chất trong cây này còn có thể loại bỏ các vết loét dạ dày, thải độc hệ thống và cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể. 7. Ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Mít cũng chứa nhiều chất sắt, giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu và kiểm soát việc lưu thông máu trong cơ thể. Đối với những người ăn kiêng thì mít là loại trái cây tuyệt vời để ngăn ngừa tình trạng thiếu máu mà không sợ bị béo phì. 8. Mít bổ sung vitamin và năng lượng. Trước nay, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có các loại trái cây màu đỏ mới giàu vitamin A. Mít dù không có màu đỏ nhưng cũng chứa nhiều vitamin A tốt cho mắt và da. Do đó, ăn nhiều mít tốt cho người mắc các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng và bệnh quáng gà.
Mít cũng được coi là một loại trái cây giàu năng lượng bởi nó chứa nhiều loại đường như fructose và sucrose. Do đó, ăn mít giúp bổ sung năng lượng rất lớn. Chỉ cần một múi mít bạn có thể xoa dịu cái bụng đang đói. Trong mít không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol, nên đây là loại thực phẩm tuyệt vời dành cho người ăn kiêng. 9. Mít bổ sung canxi, kali và magie. Magie là một chất rất cần thiết để cơ thể tổng hợp canxi theo xương. Mít rất giàu magie sẽ kết hợp với canxi để giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương. Kali chứa trong mít được chứng minh là có tác dụng hạ huyết áp, có tác dụng tốt làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Mít cũng là một nguồn bổ sung sắt dồi dào, giúp ngăn ngừa thiếu máu. Mít cũng chứa nhiều chất sắt và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu cũng như kiểm soát việc lưu thông máu trong cơ thể. Đối với những người ăn kiêng thì mít là loại trái cây tuyệt vời để ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt mà không sợ bị béo phì. Mít đem lại vô vàn lợi ích đối với sức khỏe, vậy đâu là cách ăn mít chính xác và khoa học nhất? Để ăn mít, bạn có thể dùng dao cắt quả mít làm đôi, bỏ lõi, sơ mít và hạt. Do nhựa rất dính, vì vậy bạn nên dùng găng tay khi thực hiện. Tùy thuộc vào độ chín của quả mít, bạn có thể ăn tươi hoặc nấu thành cả hai món ăn ngọt và mặn. Trái cây chưa chín thường có vị ngon nhất trong các công thức nấu ăn mặn. Vị ngọt của trái cây chín thường được dùng cho món tráng miệng. Bạn có thể kết hợp mít với món cà ri hoặc súp. Quả mít chín cũng có hương vị rất ngon khi thêm vào sữa chua hoặc bột yến mạch. Bạn cũng có thể ăn hạt mít bằng cách rang hoặc luộc, sau đó kết hợp với gia vị. Quý vị thân mến, mít là một loại trái cây quen thuộc của vùng nhiệt đới, có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai sử dụng mít cũng đều sẽ nhận được các lợi ích đối với cơ thể. Đặc biệt là có một số đối tượng mắc các bệnh lý đặc biệt, sử dụng mít không hề tốt mà còn gây ra những tác dụng phụ không đáng có. Quý vị hãy đặc biệt lưu ý nhé! Sống An Nhiên sẽ chia sẻ ngay sau đây. Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội khuyến cáo những đối tượng dưới đây không nên ăn mít. Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Mít là loại quả có rất nhiều dinh dưỡng và vitamin, nhưng loại quả này cũng chứa rất nhiều đường nên không tốt cho gan, dễ gây nóng trong người. Những trường hợp gan nhiễm mỡ có kèm viêm gan vừa hoặc nặng nên cẩn thận khi ăn trái cây có chứa nhiều năng lượng và khó tiêu như mít. Nếu ăn mít thì những người này cũng chỉ nên ăn một lượng nhỏ, khoảng từ 3 đến 4 múi mít trên ngày. Người mắc bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường cần phải ăn uống theo một chế độ ăn kiêng chất đường, không khi đó, mít chứa nhiều đường fructose và glucose khi ăn vào được cơ thể hấp thu ngay, dẫn đến khó kiểm soát hàm lượng đường trong máu. Người mắc bệnh suy thận mãn tính. Bệnh nhân suy thận mạn nên tránh ăn nhiều các loại thức ăn giàu kali như mít, do khi bị suy thận, kali bị ứ đọng lại dẫn đến tăng kali máu. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tử vong do ngừng tim mà không có dấu hiệu báo trước nào. Người bị suy nhược và sức khỏe yếu. Người có sức khỏe yếu khi ăn nhiều mít dễ bị đầy bụng, khó chịu, tim làm việc nhiều, có nguy cơ cao gây tăng huyết áp. Với những người này nên tránh những trái cây nóng như mít và xoài, hoặc nếu ăn thì ăn lượng vừa phải, vừa ăn vừa thăm dò phản ứng của cơ thể. Người hay nổi mụn nhọt, rôm sảy. Tuy mít giàu dinh dưỡng nhưng không phù hợp với những người thường bị mụn nhọt và rôm sảy. Người bị tăng huyết áp. Hàm lượng đường cao trong mít làm tăng đường huyết đột biến và gây choáng váng, hoa mắt. Người hay đầy bụng khó tiêu. Người hay đầy bụng khó tiêu ăn mít sẽ khiến tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. Hàm lượng đường trong máu của cơ thể đột ngột bị tăng cao, khiến bụng càng đầy và khó tiêu hơn. Những thời điểm tuyệt đối không nên ăn mít để tránh gây hại cho cơ thể. Không ăn mít lúc đói. Mít là món ăn thơm ngon nhiều người yêu thích, nhưng nếu bạn đang đói mà ăn mít thì sẽ khiến hàm lượng đường trong máu đột ngột tăng cao, gây đầy bụng khó tiêu, chướng bụng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của bạn. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, bạn chỉ nên ăn mít sau khi đã ăn cơm khoảng 1 đến 2 tiếng để đảm bảo không rước bệnh vào người. Không ăn quá nhiều mít. Trong thành phần dinh dưỡng của mít có chứa nhiều đường và có lượng chất cao, nên khi bạn ăn quá nhiều mít sẽ gây đầy bụng khó tiêu. Ngoài ra, mít có tính cay nóng nên ăn nhiều sẽ gây nóng trong không tốt cho bạn, dễ mắc bệnh rôm sảy, mẩn ngứa. Không ăn mít vào buổi tối. Mít rất thơm ngon, nhưng dù mít có ngon tới mức nào thì cũng đừng bao giờ chọn ăn mít vào buổi tối vì có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao nhất là trong hạt mít bởi nó gây chướng bụng, khó tiêu, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của bạn, khiến bạn ọc ạch khó chịu. Không ăn sữa chua cùng với mít. Thói quen của nhiều người là thích ăn sữa chua kết hợp với mít hoặc mít trộn với hoa quả. Nhưng chính thói quen này lại khiến cho bạn rước bệnh mà không biết, bởi thành phần dinh dưỡng của mít chứa nhiều đường, khi kết hợp với hoa quả sữa chua càng làm tăng thêm đường trong món ăn. Nếu ăn nhiều và ăn lúc đói sẽ gây cồn bụng, khó chịu vì tính axit cao dễ dẫn tới bệnh dạ dày.
Nhiều người rất yêu thích món mít chín nhưng lại ra sức né tránh bởi sợ ăn vào sẽ bị nóng. Đây là một sai lầm đáng tiếc. Nhiều nghiên cứu cho thấy mít chứa rất nhiều vitamin A và C, canxi, kali, magie và nhiều chất dinh dưỡng khác rất có lợi cho sức khỏe. Sử dụng thường xuyên với một liều lượng vừa phải giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh ung thư, duy trì vẻ đẹp cho làn da. Trên thực tế, nhiều quan niệm sai lầm về thực dưỡng của mít vẫn tồn tại. Một số thông tin sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị thực của mít để tận dụng nguồn dinh dưỡng từ món trái cây thơm ngon chính vụ này. 1. Ăn mít không nóng như bạn nghĩ. Giải đáp thắc mắc của hầu hết chị em về việc ăn mít sẽ làm nóng và gây nổi mụn, chuyên gia dinh dưỡng cho biết quan niệm này không chính xác vì ăn mít vào sẽ không hề bị nóng cho cơ thể. Theo chuyên gia dinh dưỡng, quả chín là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp không qua nấu nướng nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, những người có cơ địa hay bị mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chắp lẹo mắt không nên ăn nhiều vì hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là khuẩn tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt và chốc lở. 2. Mít ngọt nhưng không làm bạn tăng cân. Mít là nguồn bổ sung vitamin C, vitamin A tuyệt vời, làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Với lượng vitamin A cao cùng với vitamin C, đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp duy trì đủ độ ẩm làm da hồng hào và hạn chế nếp nhăn. Có rất nhiều bạn trẻ thắc mắc rằng ăn mít sẽ khiến bạn bị tăng cân. Thật ra không phải như vậy, mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều, còn nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Nhiều người đã lựa chọn giải pháp giảm cân bằng cách uống một ly nước ép mít sau khi ăn 1 giờ hoặc dùng mít non để làm bữa ăn. Cách này vừa tốt cho sức khỏe lại vừa giảm cân hiệu quả. 3. Cách ăn để phát huy hết giá trị của mít. Chỉ nên ăn mít sau khi ăn cơm từ 1 đến 2 tiếng. Lưu ý không ăn khi bụng đói bởi ăn lúc đói sẽ khiến cơ thể bị đầy bụng khó tiêu. Nên ăn với lượng vừa phải, với những người mắc bệnh mãn tính chỉ nên ăn tối đa 80g, khoảng 3-4 muối mít mỗi ngày. Nên ăn mít kèm những hoa quả chín khác để cung cấp đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Khi ăn cần nhai kỹ và không ăn vào buổi chiều tối. Nếu người nóng trong hay nổi mụn nhọt, khi ăn mít sẽ cần bổ sung đủ nước, từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày và rau xanh từ 2 đến 300g một ngày. 4. Cách nhận biết mít chín ép và mít chín cây. Mít chín cây khi bổ ra ít mủ và không có mủ trắng, trong khi đó mít tiêm thuốc có những dòng mủ trắng chảy ra từ ruột mít do tác động của thuốc. Mít chín thường có mùi thơm đặc trưng của mít, mít tiêm thuốc thì không có mùi thơm và thậm chí là không có mùi gì. Đối với mít chín cây, mùi mít có màu vàng óng, cùi dày, vị ngọt bùi, mít sơ màu vàng nhạt hoặc màu trắng. Mít chín ép thì hoàn toàn ngược lại, màu vẫn vàng, muối vẫn vàng nhưng ăn cảm giác bị sượng, sơ mít toàn màu vàng đậm như muối mít. Quả mít chín tự nhiên thì thân thường rất mềm, mắt mít nở to, gai không nhọn và thưa hơn so với lúc mít còn xanh, trong khi đó quả mít chín ép có gai nhọn, rất cứng và dày. Quý vị thân mến, có thể khẳng định rằng quả mít chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ. Ngay từ ngày hôm nay, bạn có thể cho mít vào chế độ ăn uống của mình bằng cách kết hợp với các món ăn khác nhau để thay đổi khẩu vị. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Sống An Nhiên. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.